Chú Hai xin chào bà con. Bà con khỏe không? Ha. Đây nè, hôm nay đó nói cho bà con nghe, tự nhiên cái ngày đầu năm trời se se lạnh, cái làm tôi nhớ mấy cái chuyến đi mà gọi là đi du lịch ở mấy cái vùng lạnh giống như ở Đà Lạt nè ha, rồi đi lên mấy cái vùng Tây Nguyên, vùng cao đó bà con. Hôm nay tôi kể cho bà con nghe một câu chuyện, mà câu chuyện này không phải là của quý vị khán giả gửi về. Đó là chuyện của ông bạn tôi, ông tên Quân, là một nhạc sĩ cũng có tiếng trong cái giới bolero lắm mà nghe. Mà bây giờ thì ông bỏ nghề rồi. Thì quý vị cũng biết rồi đó, nhạc sĩ mà viết nhạc ấy, thường hay đi đây đi đó để chi? Để lấy cảm hứng, lấy ý tưởng để viết lên những bài hát. Thì ông bạn tôi có lần đó ông bí ý tưởng. Cái ông mới đi lên tuốt ở trên Đà Lạt nè. À, ông đi lên trên đó để ông tìm ý tưởng ông viết. Thì ông lên trên đó thì ông cứ la cà vô mấy cái quán nè, quán cà phê, quán nhạc, ông nghe để ông lấy cảm hứng. Đó, thì ông đi mấy ngày ông vô ông nghe chỗ này chỗ kia ông không ưng ý. Thì hên sao, sau mấy ngày ông tìm được một cái quán ông rất là ưng ý. Cái quán đẹp lắm ha, mà nó cũng nhỏ thôi đó, vừa nhỏ thôi. Mà ông quên cái tên đường của cái quán đó rồi, mà nó nằm gần một cái quán rất là nổi tiếng. Mà cái quán nổi tiếng bên kia người ta đông lắm, còn cái quán bên này á, bởi vì nó nhỏ rồi khách cũng ít nữa, cũng vắng. Cho nên nhờ nó vắng như vậy đó, ông bạn tôi mới ngồi ban ngày á, ông ngồi ông có cái ý để ông viết nhạc. Nhưng mà thật sự á, cái ý của ông để viết nhạc là ít, nhưng quan trọng cái ông khoái cái quán này. Bà con biết ông khoái cái gì không? Ông khoái cái giọng của cô ca sĩ của cái quán này. Cô ca sĩ của cái quán này nè, có một cái giọng hát rất là hay. Nó vang mà nó thanh hay lắm. Ông mê cái giọng đó mà ngày nào ông cũng tới. Mà lúc nào nha, tới chỗ này là không bao giờ thấy được mặt cái cô ca sĩ đó. Bởi vì á, cái quán này nó có hai lầu. Khách lúc nào á muốn tới nghe đó thì cũng ngồi ở dưới. Còn cái lầu ở trên nó nói cái tiếng cái lầu chứ nó là cái gác cũng cũ kỹ lắm. Thì cái cô ca sĩ đó ở trên cái gác đó cũng hát, hát giọng xuống. Khách á thì ngồi ở dưới nghe. Nhưng mà không có được đi lên trên nha. Khách không được đi lên trên, chỉ ngồi ở dưới nghe thôi. Cho nên khi đến đó đó, cái ông bạn tôi ông ngồi, ông nghe cái giọng của cô này hát nha, nó vang như là có micro á, giống như của hát cái giọng của thanh quá, của vang như là có micro. Thì mà thường thường những người hát hay cái giọng ta vang lắm, giống như là nó có echo sẵn vậy đó. Đó, mà không bao giờ thấy được mặt cái cô ca sĩ đó. Mà đặc biệt nha, cái quán đó đó vào lúc 10 giờ 30 hàng đêm thì cái giọng của cô ca sĩ đó đó mới hát. Thì khách người ta tới á, người ta nghi, người ta nói với ông chủ quán, trời ơi, cái này ông mở đĩa trên gác ông hát mà, chứ đâu phải ca sĩ gì hát đâu. Thì khi nghe vậy ông chủ quán á, ông tức. Ông nghe xong cái cô ca sĩ đang hát ông nói, ơ, ngưng đi, ngưng. Kêu cái cô ca sĩ đó chào khán giả đi. Thì giọng cho nó nghe theo lời của ông chủ quán, ngưng lại, chào quý vị khán giả đi. Thì người ta nói, à, thì ra có ca sĩ hát. Nhưng mà không có nhìn thấy mặt, cái người ta mới nói, ủa sao không cho tụi tôi thấy nhìn thấy mặt. Thì ông chủ quán mới giải thích là cái cô này của ca sĩ cô hát hay, nhưng mà bị cổ có cái dị tật bẩm sinh đó, cho nên cổ ngại, cổ không muốn là cho ai thấy cái mặt cổ hết, chỉ là cho nghe giọng hát thôi. Nói thiệt nha, ông bạn tôi lúc đó đó, ông mê cái giọng hát của cái cô này. Ông nghe xong ông về ông mê đến nỗi mà lúc nào đến ông cũng nhớ, cũng văng vẳng cái giọng hát của cô đó bên tai chân. Trời, ông còn mơ là ông ước ao là một lần nào đó để được gặp được cái cô ca sĩ đó đó, để trò chuyện nói chuyện với cô đó. Tự nhiên cái ông có một cái cảm giác là muốn được gặp cái cô đó đó, bởi vì ông quá mê cái giọng hát đó đi. Thì bởi vậy ông ở ngoài đó đêm nào cũng lại nghe giọng hát, mà cũng muốn đi lên lắm nhưng mà không được. Ông chủ ông không cho lên. Mà cái ông chủ ở trong quán đó đó ha, ông chừng 60 tuổi, ông không bao giờ cho lên trên đó. Ông rất là khó tính. Chỉ có lâu lâu cái ông đem lên trên gác đó, ông múc, ông mang một cái ly trà đó để đem lên cho cái cô đó, để cô hát xong cái thấm giọng cô hát tiếp. Mà cái ông chủ này nè,
ổng cũng không nói chuyện với ai. Ai vô uống nước thì coi ổng biết đem nước ra xong tính tiền rồi về, cái mặt ổng lầm lầm lì lì. Nói thiệt nha, người ta tới chủ yếu là người ta nghe cái giọng hát của cái cô ca sĩ đó thôi, chứ mà không có cái giọng hát của cô đó cũng không ai tới đâu. Đó, rồi cái ông bạn tôi ổng về, ổng mới nghiên cứu làm sao, ổng đi lên trên mạng ổng tìm ra cái nguồn gốc của cái quán đó đó. Thì ổng mới biết được là cái quán đó trước đây đó là một cái rạp hát, rồi nó bị cháy đi, cái sau này người ta mới trùng tu, mới sửa lại sao đó, rồi mới làm lại một cái quán đó, người ta cho thuê. Mỗi lần ông bạn tôi mà về khách sạn ông ngủ đấy ha, là lúc nào cũng nhớ tới cái giọng hát đó, nó cứ văng vẳng bên tai thôi. Đêm nào ông ngủ ông cũng nằm mơ nghe được cái giọng hát đó, nghe cái giọng hát đó bà con. Thì lúc đó ông bạn tôi có một cái cảm hứng sáng tác ra cái bài hát nói về cái cô ca sĩ đó, giống như là cái giọng hát, nghe giọng hát mà không thấy người đó. Ông viết một cái bài hát đó, rồi cái tiền mà ông dành dụm mà để ông đi cho cái chuyến đi lần này đó, ông ở đó ông ăn ông uống nó cũng từ từ nó hết rồi, nó cũng sắp cạn rồi đó. Thì ông mới suy nghĩ là bây giờ tiền gần hết rồi là mình phải về thôi, chứ hết tiền rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay gần về cũng không thấy được cái người mà có cái giọng hát đó. Cho nên ông quyết định trước khi ông về, ông phải làm cách nào phải cho thấy được cái người ca sĩ có cái giọng hát hay đó. Ông đi tới quán thì lúc đó quán cũng khuya rồi, cũng sắp hết rồi, mọi người cũng về rồi, thì cái cô ca sĩ vẫn còn hát ở trên gác á. Thì lúc đó đó tự nhiên ông thấy cái ông chủ á, ông chạy vô nhà vệ sinh, ông bị nôn mửa, ông ói giống như là ông ăn cái gì bị trúng thực vậy đó. Thì đây là cái cơ hội vàng cho ông. Ông thấy ông chủ vừa vô trong nhà vệ sinh rồi đó, đóng cửa lại thì bắt đầu ông mới từ từ ông đi lại cái cầu thang để ông đi lên trên gác để ông thấy được cái người mà có cái giọng hát hay vậy nè. Ông đi mà ông đi nhẹ lắm, bởi vì cái cầu thang nó cũng nó bằng gỗ mà nó cũng mục rồi. Ông đi nhẹ từ từ lên thì ông mới nhìn thấy ở trên gác đó không có cửa sổ, không có tủ, không có bàn, không có gì hết, chỉ có một cái đèn lồng mà đèn ánh sáng nó lờ mờ lắm. Ông nhìn qua coi có cái phòng nào không, cũng không thấy cái phòng nào hết, mà nhìn cái gác ở không giống là để cho người sống, mà làm giống như là để cho người ở mà cõi âm sống vậy đó. Ông nhìn nó lạ lắm, mà cái tiếng hát vẫn vang ra. Thì ông nghe thì nó vang từ ở một cái góc nhà đó, một cái góc nhà mà bụi bặm dữ lắm. Thì ông bạn tôi ông mới tiến từ lại, thì cái tiếng mà hát đó nó phát ra cũng từ trong cái chỗ góc nhà đó. Thì ông nhìn thì nó có một cái bàn, rồi có một cái lớp vải đang giấu cái gì ở dưới cái lớp vải đó mà nó bụi bặm không nha. Thì ông mới đi từ từ tới đó, thì cái tiếng hát nó vẫn văng vẳng ra. Thì ông nhìn dưới cái lớp vải nó có một cái dấu, một cái giống như một cái hộp vậy đó. Thì ông mới nói trời, vậy là ông chủ này ông gạt mình rồi, ông giấu cái máy hát này, cái máy đĩa ông giấu dưới này chứ ai đâu, ca sĩ đâu mà hát đó. Thì ông nói là trời, ông chủ tưởng đâu là có ca sĩ hát nào, giờ ai ngờ là cái giọng hát tự phát ra từ cái chỗ này. Thì ông mới lấy cái tay, ông mới kéo cái miếng vải ra. Thì bà con biết cái đó là cái gì không? Cái đó là cái rương đó, mà nó cháy xém hết trơn à. Mà trên cái rương đó nó có vẽ mấy cái tấm bùa, mà tấm bùa ông nhìn không có hiểu, mà cái tiếng hát đó ha, nó vẫn vang ra vậy đó. Ông nói sao lạ vậy, nếu mà cái máy hát á cũng đâu có phát lớn như vậy được, phải không? Nếu mà cái máy hát mà để nằm trong cái rương đó thì nó cũng đâu có phát lớn như vậy được. Ông mới làm lạ, ông mới từ lấy cái tay ông mở cái rương ra, tiếng hát bỗng nhiên tắt hẳn liền. Mở cái rương ra, bà con biết cái gì ở trong đó không? Là một cái sọ người nha. Rồi ở xung quanh đó là mấy tấm hình, rồi lót dưới cái sọ đó là một cái váy màu đỏ, cái váy mà thân phụ nữ hay mặc.
cái màu đỏ. Trời đất ơi, ông bạn tôi lúc đó điếng hồn hết trơn rồi. Ông nhìn, ông không có biết cái gì hết. Lúc đó là ông coi như là ông đớ lử luôn rồi hả. Thì tự nhiên phía sau nghe tiếng một cái cô gái kêu cầu cứu, trời ơi cứu tôi với, cứu tôi với. Thì giật mình ông đóng cái hộp lại. Thì xui làm sao, thì cái ông chủ đó ông đã đi lên từ lúc nào rồi, đứng sau lưng của ông bạn tôi, tay ông cầm con dao, ông nhào tới tính đâm ông bạn tôi. May sao ông bạn tôi né, ông chạy kịp, ông chạy tới ngay cái cầu thang, ông giọt xuống, ông đi ra khỏi cửa, ông chạy về đó. Ông chạy về cái khách sạn, bởi vì cái khách sạn của ông á với cái quán cũng gần ở đó. Ông chạy một đoạn là ông về tới khách sạn rồi. Thì ông vừa về tới khách sạn xong là ông vô trong phòng, ông đóng kín cửa lại. Mà ông run, ông sợ là cái ông chủ quán đó tìm tới được. Ông run, ông nói trời ơi, lần đầu tiên trong đời ông mới thấy được vậy. Thì ông đợi một hồi lắng lại, ông bình tĩnh lại đó. Ông lấy bình tĩnh lại, ông lên mạng ông tìm hiểu lại cái rạp hát ngày xưa đó. Đó cái rạp hát mà bị cháy, mà lúc đầu tôi có nói cho bà con, tôi có kể cho bà con nghe đó, là cái rạp hát đó. Thì ông lên ông thấy có cái tấm hình, mà tấm hình của đoàn hát ngày xưa người ta chụp á, tấm hình đó đó. Thì trong cái tấm hình đó có cái cô gái mà cái váy đỏ, mà giống như cái váy mà hồi nãy ông nhìn thấy mà nằm ở dưới cái sọ người đó. Mà trong cái hình đó có cái ông chủ, mà ông chủ quán hồi nãy cầm dao mà rượt ổng. Rồi, hiểu rồi ha. Như vậy là sau cái vụ cháy đó đó, là cô gái đó mất. Thì cái ông chủ quán này cũng là người ở trong đoàn, bà con cũng biết rồi đó. Có loại bùa mà dùng sọ người nè, hay là dùng những đồ vật cá nhân của người chết đó để giữ hồn họ lại. Đó, cái kiểu bùa vậy đó. Bởi vì cái giọng hát này quá hay, ông muốn giữ lại cái giọng hát này, giữ cái hồn cô gái đó để phát ra cái giọng hát đó, để ông thu hút cái quán cà phê của ông. Đó, đó là cái câu chuyện như vậy đó. Thì qua ngày hôm sau, ông bạn của tôi ông sợ quá, ông bắt xe về, trở về thành phố liền. Thì khi cái chuyến xe đó đi đó, có đi ngang cái quán đó. Đó, thì khi đi ngang cái quán đó thì ông nhìn vô cái quán thì không thấy cái quán ở đâu hết. Ông mới thấy làm lạ. Ông mới hỏi cái ông tài xế, mà cái ông tài xế là cũng người ở địa phương ở đó nha. Ông nói ủa anh, sao cái ở đây có cái quán mà đâu rồi không thấy. Thì ông tài xế ông nói anh ơi, ở đây đâu, ở đó đâu có cái quán nào, chỉ có cái quán lớn kế bên thôi. Ở đó chỉ là cái khoảng đất thôi à, đâu có quán nào đâu. Thì ông bạn tôi ông mới điếng hồn một lần nữa. Ông nói trời đất ơi, cả tháng nay tôi lại quán cà phê đó, vậy là không có hết hả. Trời đất ơi, vậy là ông cũng đớ lửa, ông không nói gì được luôn. Cái ông bạn đó, trời ơi, anh ơi, anh đi trong cái sương mù này nè, nó là ảo ảnh, lúc thấy lúc không, nó là chuyện bình thường thôi anh ơi. Thì ông bạn tôi ông lắc đầu luôn, là ông đi về, trong người ông vẫn lân lân, nhưng mà lúc nào ông cũng nhớ cái giọng hát của cô gái đó. Nhưng mà chuyến đi đó ông trải nghiệm một cái chuyến đi mà gọi là kỳ thú, mà nó gọi là tâm linh như vậy. Nhưng cuối cùng ông có một bài hát hay, à đó là cái câu chuyện của ông bạn tôi. À, câu chuyện kể cho bà con nghe tới đây cũng hết rồi. À, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi về những câu chuyện tâm linh của chú Hai kể cho quý vị hàng đêm nha. Nè bà con, nhớ có những câu chuyện tâm linh nào hay hấp dẫn cứ gửi về cho chú Hai comment ở bên dưới. À, cái chỗ mà tôi ghim rồi đó. Hoặc là gửi về địa chỉ email, thì chú Hai sẽ nghe những câu chuyện của quý vị gửi về, sẽ kể cho quý vị nghe dưới ngọn đèn cầy. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con. Chúc bà con vui khỏe và bình an.